Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Chính thức lộ diện top 30 thí sinh vào bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngày 26 tháng 9, vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khu vực miền Nam được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban giám khảo gồm có nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ Hữu Việt, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thủy Vân, bác sĩ nhân trắc học Hoàng Tử Hùng. Sau khi chấm điểm các phần thi, ban giám khảo lựa chọn 30 gương mặt xuất sắc đi tiếp. Trong nhóm này, nhiều thí sinh đã quen mặt, được khán giả chú ý từ đầu. Có thể kể một số cái tên như Phù Bảo Nghi, cô gái đỗ ba trường đại học ở Mỹ, Nông Thúy Hằng, dân tộc Tày, Kim Trà My, Nguyễn Bích Thùy, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, thí sinh cao 1m77, Lê Ngọc Trang, Phạm Thị Phương Quỳnh, Lâm Hà Thủy Tiên. Đa số ứng viên có độ tuổi dưới 20, một số bạn vừa tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đăng ký tham gia. Bà Phạm Kim Dung, Phó trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020, cho biết ở những mùa thi trước, thí sinh khu vực phía Bắc thường rọi hơn. Năm nay bà đánh giá vòng sơ khảo miền Nam có nhiều ứng viên mạnh. Vào ngày 29 tháng 9, vòng sơ khảo tiếp theo sẽ diễn ra tại Hà Nội. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lịch trình Hoa hậu Việt Nam có một số thay đổi. Thay vì hai đêm thi chung khảo như trước, ban tổ chức rút gọn bằng một đêm bán kết, dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Chung kết Hoa hậu Việt Nam sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, các hoạt động đồng hành bên lề cuộc thi vẫn diễn ra bởi đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá thí sinh. Người đẹp đăng quang sẽ nhận vương miện từ Hoa hậu Trần Tiểu Vi và có cơ hội dự thi Miss World 2021. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.